Bây giờ họ đem vật chất ra rồi, tụi tôi là những nghệ sĩ nghèo đâu có vật chất đâu mà quá. Vậy thì mình làm câu về nghệ sĩ nghèo. Đến đây với cả tấm lòng, lòng trái lòng phải lòng nào cũng trong. Rất sàng thấy chưa? Anh Luật đánh thử em một cái để coi cái lệnh. Một cái để coi cái lệnh. Mày ơi, mày trời ơi, mày kia lột chạy luôn rồi. Không thể tưởng tượng nổi ở trong cái lòng này. Một cuộc hỗn chiến đang xảy ra trong lòng này. Không thể tin được. Không thể tin được. Mọi người đều hiểu thiếu nhân vật nào đúng chưa? Nhưng hôm nay style là nó street food. Là nó street food. Ủa mà sao ta? Thức ăn đừng biết rồi nhưng mà nó liên quan gì ta? Đi ăn giặt mặc đồ này. Đó là street food. Chúng ta chào đón ông chú Tiến Luật. Trải bàn chi vậy anh? Anh đắp laptop mình lên được phương tiện chi vậy anh Luật? Anh làm gì á? Họ muốn anh phải vậy. Họ muốn anh phải vậy. Họ là ai? Ai mà quyền lực vậy? Biên tập của chương trình muốn tôi là ngôi sao tỏa sáng. Wow. Hồi nãy giờ đứng cũng 45 phút. Ngứa gãi không được. Ngứa gãi không được. Lúc đầu đẹp lắm. Mà đứng lắm. Chung với Lâm Vĩ Dạ sửa làm sao giờ cuối cùng cái tà nó gan trước không à? Không mà cũng đẹp mà, nhìn cũng ok nhưng mà. Nhưng mà sửa sang lại cho nó đàng hoàng, ai mà bận kỳ cục đó. Tôi phải vậy nè, mới ra dán đó. Dán gì vậy chị? Cái đó ghê hơn á, cái đó ghê hơn á chị. Này giống đôi cánh thiên thần của Victoria Secret. Anh làm vài vòng cắt quốc đi anh. Thời trang một vòng đi. Để một né vòng cho anh Luật làm vài vòng cắt quốc. Ladies and gentlemen, quý vị đã đến với bộ sưu tập thời trang vũ trụ không dành cho loài người. Xin mời. Được rồi, được rồi. Anh đi đánh nhau hả? Cái phong cách đánh lộn nó không hợp với chương trình này. Xuất sắc luôn á. Phong cách này nó cũng khiếp quá. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi dù có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là giữ ở trong đây một cái khuôn khổ, ở trong cái vị trí 6 người. Và chúng tôi luôn tập trung sức mình lại để nâng một người, đó chính là khách mời ở mỗi số phát sóng. Wow. Và luôn để họ tỏa sáng, chính chúng tôi không tỏa sáng. Vì họ là khách mời, họ là người được ưu tiên tất cả mọi thứ. Xin giới thiệu tới quý vị, có lẽ quý vị chú ý hoặc không chú ý nhưng đã thấy rồi. Xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lâm. Nhân danh cho sắc đẹp. Nhân danh cho sắc đẹp. Nhân danh cho nào? Tôi Lê Du Lâm đến từ ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Ghê quá anh nghe. Anh mời cái người gì đâu mà phá tan nát chương trình mình vậy anh? Có đem theo chưa? Đem theo gì? Dầu múa lửa. Không. Không à? Không, em nói là ngày hôm nay em thấy là ngôi sao gì anh Luật đồ này nọ, em muốn ra là phải điểm nhấn anh Luật. Rồi chùm lông bông hoa. Tôi là lúc mà em mới ra anh tưởng đâu em thi bằng lái xe không á. Ủa nó đang
Em chạy vòng số 8 rồi, em cán rồi là em rớt chắc rồi. Bây giờ nè, mấy lần trước em đã từng đối đầu với Lâm Vĩ Dạ? Lần trước là em một lần em đối đầu với Lan Ngọc. Rồi. Là em nói Ngọc hát cái đồ này nọ đó, là cắm con vô dập em quá trời. Rồi các em cũng xin lỗi đồ này nọ. Lần thứ hai là em chơi mà bị cái lẩu của Lâm Vĩ Dạ. Trời, cái lẩu của chị Dạ. Xui quá, sợ tới giờ. Thôi đừng chơi với gái nữa, tại vì mình đàn ông mà. Dạ. Giờ em muốn đấu dài bên đây. Đấu thì em muốn đấu với một người anh của em, tính anh kỳ lắm. Kinh doanh thì phát tài phát đạt rồi, nhưng mà mỗi khi em đăng gì lên, nói chung là status nào của em cũng vô quảng cáo. Kỳ quá nha. Bị kỳ lắm, nên em muốn đấu với người đó. Who that boy? Who that boy? Daddy. Daddy. Là đây gì? Là đây gì? Trả lời đi. Tiếng hả? Anh, trả lời. Nói, trả lời đi. Đi. Đó chính là không ai khác, anh Đường Băng. Tiếng Luật. Em đại diện cho Phạm Băng Băng, Long Anh Đường Băng. Bây giờ thông báo luôn, trong chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ có nhiều phần chơi và đa số là thiên về dùng từ ngữ. Trời ơi, chết rồi, làm sao mà lại đầy một nồi. Trời ơi, đây một bụng ha. Mà mấy cái đó là người ta phải dùng não trái nhiều lắm em à. Chết rồi. Đây ví dụ như Lâm nè rất là giỏi về từ ngữ, là nhanh nha. Ví dụ như trái bóng này mình làm một câu thơ này, ví dụ như làm câu 6 em làm câu 8 nè. Ừ. Tao vậy hoài. Hôm nay có quả bóng tròn. Hôm nay có quả bóng tròn. Bóng này không bự bằng hột xoàn của em. Bóng này không bự bằng hột xoàn của em. Đó. Thấy chưa? Bây giờ họ đem vật chất ra rồi. Tụi tôi là những nghệ sĩ nghèo, đâu có vật đúng chất rồi. Đâu. Vậy thì mình làm câu về nghệ sĩ nghèo. Đến đây với cả tấm lòng, lòng trái, lòng phải, lòng nào cũng trong. Rất sàng. Thấy chưa? Nhiều cái câu mình đưa ra nó hơi khó, mình đúng lại rồi, khó quá lại đi anh. Trên trời có vạn ông sao, quá dễ. Dưới đất có vạn ngôi sao hơn trên trời. Đây quá trời ngôi sao nè. Trời, thưa quý vị, mỗi tương lai đều có điềm báo để dự đoán. Thì cái dự đoán cho buổi tối ngày hôm nay và đêm hôm nay thì huyết áp nó sẽ tuột dần theo thời gian về cánh trái. Và cánh phải chúng ta cứ bình tâm bước vào vòng chơi đầu tiên của 7 nụ cười Xuân. Yeah. Trò chơi đầu tiên này vô cùng đơn giản mà chúng ta đã từng chơi ở trên game. Mời chúng ta đi một vòng tròn. Mời Thiết Luật đi, go. Ở đây sẽ có rất là nhiều ô để chúng ta đứng trong đây. Và dĩ nhiên chỉ có một người duy nhất đứng ở trên vị trí chính giữa của bắp để đập những vị trí còn lại. Đội này đập thì đội kia sẽ lấy ngô. Mỗi đội có 2 phút để lấy ngô. Nếu lấy thành công, trong vòng 2 phút đó đội nào lấy nhiều hơn đội được chiến thắng. Dạ. Còn nếu như lấy được trái ngô mà vừa lấy xong bị người ta đập thì trái ngô nó lập tức bỏ lại vị trí cũ. Tôi đề nghị đổi búa này bằng búa tạ được không bạn? Không, búa này là búa tấn rồi. Bây giờ một người đứng trên đây đập thì hai người còn lại là sẽ gọi là đi chỉ điểm coi chừng sau lưng kia đó. Còn ba người ở dưới phải tranh thủ nha. Hiểu rồi. Quán tôi xì, đội nào ở trên trước? Tôi đề nghị Lâm Vĩ Dạ xỉn xăm với Thiên Ngân. Chị Ngân dạ ơi, cố lên. Chị ra cái gì? Nghe anh, nghe anh. Dạ. Chị hát nghe em nghe. Vô. Nè. Cái lù. Ra cái lù hả? Lâm Vĩ Dạ, tin anh, Thúy Ngân luôn ra cái búa đầu tiên. Ồ. Chơi đi. Cẩn thận em. Mẹ kéo cho anh. 1, 2, 3. Mày em kìa, chứ không là em ăn rồi, thấy không? Trời ơi. Thấy tôi đoán đúng không, Lâm Vĩ Dạ? Tôi đánh đúng rồi kìa kìa. Ai lên trước? Đội thắng chọn hả? Đội thắng lên trước hay xuống dưới trước? Không tin luôn. Thấy chưa? Tất nhiên là đội thắng ở dưới. Ở dưới đi. Mình ở dưới đi. Cho tụi tôi ở dưới. Rồi bắt đầu này ai lên trước? Để tụi mình còn có kinh nghiệm. Chào trẻ các kiểu. Quy định nè, chúng ta lấy bắp thì phải là cái mặt phải thò lên thấp nhất là như thế này. Sau đó mình lấy. Trong thời gian mình lấy được rồi mà bị người ta đập là mình phải trả lại cho cũ. Khi nào mình lấy thoát thì mới được tính. Một lần một trái, chuột okay. Không tha hai trái được. Okay. 2 phút bắt đầu. Bắt đầu. Lên đi. Nè nè con nè con ngồi sao nè. Con vui. Anh ơi. Đến đi. Con Dạ nè, con chuột Dạ. Lớp Dạ. Hay quá.
Lên dạ. Lên dạ. Lên dạ. Quấn lại phải số. Cẩn thận con chuột bự ở đây nè. Lên dạ. Đây là dạ nè. Đây là dạ nè. Lên dạ nè. Lên dạ. Đỡ đi, đỡ lỡ đi, đỡ lỡ đi. Lần trái, đánh cho. Lúc này là có người đâu. Lúc này là có người đâu. Trả lại cho. Trả lại cho. Anh đi xuống. Trả lại mà. Lên dạ. Lên dạ. Đây nè. Đạo Vinh. Đạo Vinh. Đạo Vinh. Đạo Vinh. Công nào? Nhiều chứ trời, tôi dân cắp ăn trộm còn kia không nhiều. Vậy cái bình lợi là vô phường là thấy tên đây trong phường đánh liên tục luôn. Thưa quý vị, sau 2 phút vật vả với những chú chuột và ở trên đó là ba tay búa đập liên tục, tay búa đau đớn nhất là tay búa Lê Diệp Bảo Lâm đập với thái độ hàng học ác dễ sợ. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
45 với 4 là 49. 49. 45 với 4 là 46. Chúng ta chờ đợi đội tiếp theo sẽ mang về bao nhiêu quả bom. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, 2 phút đội Tiến Luật đã có nhiều cái kế hoạch để phân tán sự chú ý của những người đặt ở trên và mang về 49 quả ngô. Bây giờ với sự nhanh nhẹn ở dưới này thì để xem họ phân tán lực lượng như thế nào. Trên 49 là thắng, còn dưới là thua. Và bị thua ở vòng này, mình thua vòng sau nữa thì coi như là ở cuối chương trình bị phạt rất nặng. Anh Luật đánh thử em một cái để coi cái lệnh. Ok không? Dạ, anh đánh nhẹ thôi. Em nói là anh đánh thử vào đây nè để em nghe cái lực của nó như thế nào để em biết. Ổn. Đau nha. Hồi nãy em đánh tôi như vậy. Ngay con mắt nè em, ngay con mắt nó cứng vô đầu, thấy không em? Đúng rồi. Mà em cái mặt của em là Lên đi. Nhớ hoài luôn. Rồi xuống nào, xuống. Hồi nãy Lâm ăn ké nhiều lắm, bây giờ mình sẽ cho ké lại. 2 phút bắt đầu. Anh Vinh kìa, anh Vinh lấy một cái luôn. Anh Vinh trái luôn. Ê, trả lại. Lấy nhiều quá. Anh Vinh lấy nhiều quá kìa. Lấy nhiều quá. Lấy một trái đi thôi, mọi người lấy một trái đi. Đồ này
ơi, tí á, lột chạy luôn rồi. Trời. Không thể tưởng tượng nổi ở trong cái lòng này. Một cuộc hỗn chiến đang xảy ra trong lòng này. Ai? Không thể tin được. Không thể tin được. Lê Dương Vũ Lâm, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân đã chơi một cách xấu xa. Đó, kỳ vậy? Chơi đó trời ơi, bạo luôn, chơi bình thường. Do mấy người này tràn vô lỗ tụi em chứ bộ. Sao tràn vô lỗ? Lấy một cục như vậy mà tràn gì? Tràn vô lỗ. Hồi nãy, người ta giao là lấy cái búa. Đây là cái bộ rồi thưa quý vị, để chúng tôi thực hiện quy trình quay phim đúng chuẩn của những chương trình như này. Nhưng các anh chị ấy đã lấy và tính gọi là đem về nhà cho các cháu dùng. Nó ăn luôn kìa. Chúng tôi quyết định đội tiến lực thắng 1-0. Ồ sao vậy? Có liên quan gì đâu, ăn gian quá. Hồi nãy quy định là lấy cái búa ịnh vô đầu. Chị Ngọc chỉ lấy nguyên cái đít chị ịnh vô đầu. Sao mà được tính anh? Đúng rồi, một lúc ba người chàng sẽ bây giờ. Đúng rồi, ba người ăn gian leo lên là anh phải tính. Anh ấy có này quá ăn gian, tụi em mới can quá. Không có nha, Thảo. Trời ơi, là hả lượng đầu các bạn thôi. Em dám phản đối hả? Em là một đống mắt gì nè. Có ai nói không? Hồi nãy mọi người có một đống mắt. Mà tại sao lột dài tôi? Tại sao lột dài tôi? Tại sao lột vớ tôi? Tại sao bắt cóc luôn cả người nhà của tôi? Ăn cắp đồ của chương trình. Ăn cắp đồ của chương trình. Những cái đối tượng này không nên mời tham gia game show nữa. Chứ mời đi đâu? Mời lên phường. Đi vô mà ăn cắp rồi bắt cóc người ta nữa. Thưa quý vị, quyết định cuối cùng vẫn là đòi chiến lược thắng 1-0. Chúng ta lại đến một trò chơi quen thuộc hất tóc. Để tìm ra đội nào chiến thắng. Thành viên đội nào đứng sau vệt mức này hất tóc xa hơn thì đội đó giành chiến thắng chung cuộc. Đội thua thì các bạn đã biết rồi. Hình phạt rất ghê gớm. Ghê gớm lắm. Tôi thấy tôi thắng chắc, tôi có gà chiến. Bên em thua chắc rồi, một mời đồng chọn. Đội của em chấn thương rồi. Cái trò chơi này liên quan tới chiều cao nhiều lắm. Ai cao có lợi thế. Vậy hả, vậy xong chứ nó hất thấp chấm vậy. One, two, three. Bây giờ thắng chơi trước hay thua chơi trước? Thắng được quyền quyết định. 1, 2, 3. Em chơi với cái tay này mà. Ồ, duyên, tay nào cũng chơi được vậy. Tay này chơi được, tay này chơi không được hả? Già văn minh lắm. Xấu tính. Định nào? Nhìn cái đầu là biết rồi. Nhưng mà lớn nè, lớn thi trước. Đó, đây. Vừa lòng chưa? Nhìn cái đầu là biết rồi. Vừa lòng chưa? Lấy của em chị. Cái gì? Vừa lòng hết chưa? Hất nè. 1, 2, 3. Sao đứng xa vậy? Ủa đứng đâu hất? Trời ơi. Trời ơi, không biết nào nhắc luôn hả? Không biết đâu, tự nhiên à. Tưởng anh lấy nè. Trời ơi, bạn luôn á hả? Em biết á mà. Con bé này.
Trời ơi, quá nhức đầu quá. Người ta đã dặn đừng có gài vô nhẹ đó. Nè cho anh này nè, anh okay. Đừng nó rớt đó. Không cái này được em, cái này anh, nó có độ bún hay lắm. Cái này đừng có lấy phong thủy hôm bữa là anh thua cái này nè. Bậy. Cái đó mới thua, cái đó thua quắc cả tao thua. Được á, về đó. Khu vực quận 2. Nhà anh quận Ngọc 2 ơi, mà. Cố lên Ngọc ơi. Nhà bên đây quận 4 mà về nhà được Ngọc mới sợ. Ngọc là về Long An nè. Cố lên Ngọc, cố lên Ngọc. Trời ơi. Cũng vô quận 2 chơi với anh Giang Lan quận nhất. Trời ơi, trời ơi. Kìa. Nhìn cái đầu thấy thua rồi đó. Thấy mệt liền. Đây không, chính không là Kim Mao Sư Dương trong huyền thoại nè. Nè, có chuyện té dập mỏ nè. Có chuyện nó văng ngược ra sau nè. Có chuyện nó văng ngược ra sau nè. Trời ơi, số 3 luôn á. Nè, lấy trớn hay á, lấy trớn hay á. Tới dạ hả? Hay dạ, quá dạ. Vậy rồi. Cố lên. Mạnh lên. Trời. Cái đó là ra ngoài rồi, chấp nhận luôn. Lại lần nữa đi ha. Lại đi, lại lại. Qua mức rồi. Tôi thấy bạn ăn gian rõ ràng rồi bạn ơi. Bây giờ ai giữ cái giò bên này đi. Thì cũng về quận 2 chơi chung. Ngân hơn em rồi. Dạ. Em có cần chơi nữa không em ta? Em đi cẩn thận, bao giờ em đá tóc đồng đội em về như thế này. Em mức cao nhất thôi. À vậy hả? Được, 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 được. Trời ơi. Làm lại. Trời ơi. Làm lại. Làm lại. Sai, ngoài. Sai. Hay. Làm lại. Làm lại. Ra ngoài làm lại. Hey. Cầu ơi. Cầu ơi. Thôi anh luôn. Qua quận 3 em, luôn. Em quận 3 là dài người nha, dài người. Trời ơi, cao không? Này. Cao đó. Cái tóc này nó có trớn dữ lắm nha. Thì đúng đó, rồi. Em mới chọn anh. Trời ơi. Trời ơi. Ờ, quăng cái micro đi nha. Trời ơi. Chết chết nha. Trời ơi. Thôi là chụp lại kịp á nha. Sao rớt cái đó vẫn được làm lại đâu, mà. Đâu, đâu, hôm qua tôi rớt tôi bị loại nè. Rớt là bị loại quên hả? Quên hả bạn? Một. Quận 1. Thua. Bị ra ngoài rồi. Bị ra ngoài rồi anh ơi. Bị ra ngoài rồi. Đâu. Bị ra ngoài rồi. Đâu. Nói trời rồi. Chỉ là ra ngoài đây rồi mà. Cậu ơi, cậu ăn gian quá à. Tốt rồi. Thưa quý vị thân mến, cao cho lắm vô. Chung cuộc tới thời điểm này, đội Tiết Luật Thúy Ngân và Trương Thúy Vinh thắng 3-2. Và điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Ngay bây giờ là hình phạt. Xin mời Luật chọn ai để phạt? Tôi chọn Dạ. Ủa sao mê Dạ quá vậy? Phải, tại vì tôi có sao với Dạ đó. Dạ nói là Dạ hôm nay không được may mắn, làm gì cũng xui xẻo hết, cho nên tôi muốn tặng cho Dạ cái bánh. Dạ thích những cái loại như vậy. Yeah. Em chỉ cần hả miệng thôi, được chưa? Rồi, 3, 2, 1, quay. Trời ơi, yên tâm. Rồi sao ăn? Ăn chứ. Nghĩ em dám ăn hả anh? Yên tâm. Cái này nó quay vô tới trong nách anh mà anh lo cái gì vậy? Ok nha. Này. Thôi dễ dàng quá vậy. Đi đi. Anh thì dễ dàng nha. Chỉ cần há miệng thôi, còn anh Vinh sẽ đút vô. Thì không, có hạ họng thôi phải không? Em cứ đứng yên thôi, anh sẽ nhét vô. Anh sẽ nhét vô. Ok. Anh ơi, nguy hiểm quá anh ơi. Trời, mũi sữa đó. Anh đi đi. Trời, anh quơ cái bánh vô mặt em luôn á, trong cái vô miệng á. Dạ. Rồi. À. À, ờ, răng tứ luôn nha. Nói chung là cái mặt người em có gì tiền cái chỗ hết luôn á. Dễ kìa. Anh cố tình. Không, không có cố tình. Anh nhờ cái dòng mì quay thôi, anh nhắm mắt luôn nè. Rồi. Thiên Ngân. Thiên Ngân, chỉ hết là bánh nhân mùi vị. Mùi gì cũng được hết. Thì Ngọc thực ra chỉ thích ăn bánh dặn cái khác.
Trời ơi, dơ quá anh. Nó sống trong rừng mà. Trời ơi. Nó có biết quay không vậy? Ôi, nguy hiểm nha. Nè. Đó. Trời ơi, không biết quay vòng kìa. Người ta quay cái vòng, mới quay được cái bánh à. Thì nó quay, phải quay cái này nó mới được cái vòng. Thôi, đây bỏ vô trong đúng rồi, vậy đi. Trời. Nhanh lên không? Cái phạt này là phạt tụi tôi hay phạt bên đây vậy? Ờ, em không hiểu luôn á. Thế giống như phạt đội thắng. Nhà em đây, Bi Bi Trần thấy sao, vui không? Dạ, quá vui anh. Dạ. Nhưng mà hơi mệt xíu, là hơi chóng mặt một xíu. Dạ. Dạ, chơi mấy cái trò mà quay quay á. Rồi, bây giờ hỏi câu chân tình nè. Dạ. Em nghĩ gì về hai đồng đội của mình? Dạ, vô điều anh. Vô điều anh. Em rất là hài lòng khi mà được vô với hai người luôn á. Được không? Được ấy. Hả? Nghĩ gì về đối thủ? Sạch đều. Ba em là ba nghệ sĩ trẻ, tài năng. Sạch sẽ. Sống sạch sẽ. Sống sạch.